Xin chào tất cả các bác. Từ đầu năm 2022 đến giờ thì em chưa được đi cầu lần nào, cho nên cũng hơi ngứa ngáy chân tay. Một phần vì trời rất là lạnh, và phần vì ở đây từ đầu năm em bị Covid, cho nên phải ở nhà để nói chung là dưỡng thương. Và hôm nay thì nhân ngày thì, chủ nhật trời nắng, nói chung là cũng ấm áp, nên là quyết định đi ra hồ gần nhà để câu cá. Thì nói là ấm thôi, nhưng mà nhiệt độ để cho các bác xem, nhiệt độ đang là âm 2 độ, và cái hồ đó thì nó đã đóng băng từ cái từ khi mà đầu năm mới tới nay, cũng băng cũng tương đối dày, nên là em quyết định sẽ ra đó để câu cá, và phải đục lỗ trên cái băng đó để câu cá ở bên dưới. Thì hồ câu cá trên băng cũng rất là đơn giản thôi. Đây là cái cần câu nhỏ, có cái lưỡi câu cũng rất là nhỏ để mình móc cái mồi của mình vào đây. Đó. Và đây là chì để mình thả cho nó chìm xuống dưới đáy. Còn mồi thì mình sẽ dùng loại gì? Thì hiện nay có cái hộp này, mình sẽ câu bằng mồi những con này, con chỗ em nó gọi là wax worm, thì là những con sâu. À, các bác chờ thì mình thấy cái hộp này rồi. Xong rồi đấy các bác, ra đến bờ hồ rồi, sửa soạn đồ nghề rồi ra ngoài thôi. Đây, ghế ngồi này, trời nắng nên khá nhiều người bãi đậu xe gần kín rồi. Đó, mình sẽ đi xuống hồ nhé. Đi đường xuống hồ. Cái hồ này hồi mùa hè là em hay ra chơi chèo kayak. Cả nhà ở đây chèo kayak. Họ cũng có câu cá mùa hè đây nữa. Đó là mùa đông này. Hồ đóng băng hết rồi. Đấy, đường xuống đây. Đây người ta làm mấy cái cầu phao. Mấy cái cầu phao này là để mùa hè dân tình ra câu cá này. Giờ cầu phao nghiêng ngả vì bị đóng băng rồi. À, còn đây là có một nhóm bạn trẻ đang chơi hockey trên băng này. Đầy đủ biết là băng rất là dày rồi. Đấy, mình sẽ đi ra chỗ kia xem là ui dồi ôi. Từ núi trơn nữa. Hết sức cẩn thận không à? Té đây là mệt lắm. Băng trơn lắm. Mấy ai được đi trên trên mặt hồ như này đúng không các bác? Không ai có thể tưởng tượng được. À, bây giờ phải ra xem mấy cái lỗ này nó còn hay không, hoặc mình phải đục ra. Đây may là có người khoan trước ra rồi. Có mấy cái em kiểm tra xem, nhưng mà đóng lại cũng sợ chết rồi. Đóng kín này câu làm sao, không có cái khoan nữa chứ. Oops.
Rồi xem nào. Này cái lỗ này người ta khoan hôm trước, hôm qua em ra thăm này vẫn còn, nó vẫn còn hở và hôm nay đông tan hết rồi. Rồi phải đi tìm cái gì để đục nó này ra thôi. Rồi, các bác chờ tí nha. Ok. Rồi loanh quanh một lúc lại tìm được một chỗ người ta đục trước, và chỗ này thì không bị đông cứng rồi, vẫn cái lỗ này vẫn có thể đục ra câu được ở đây. Em sẽ hạ trại đây và tiến hành thôi. Rất là trơn các cụ ạ, rất là trơn. Bây giờ là lấy con dính rồi. Bluegill. Đấy. Bluegill. Trơn quá. Chống móm rồi. Rồi thả nó đi. Gấu tiếp các cụ. Mùa đông thì chỉ thì cá thì thế này thôi. Đây thì thỉnh thoảng mình bắt được con cá to hơn là cá vược á, nhưng mà không phải là tìm được đúng cái chỗ thích biển thích hợp á thì mới có cá vược. Ở đây thì không phải lúc nào em không có cái khoan, cho nên là chỗ nào người ta đã khoan sẵn rồi thì mình ra mình xài kẽ thôi. Mình không thể chọn được địa điểm khi mà thiếu mất dụng cụ, thế cho nên là có bluegill thì cũng hài lòng thôi. Chống móm. Em lại di chuyển đến chỗ khác đây các cụ. Chỗ kia bắt được 5 con bluegill nhưng mà nó nhỏ quá. Nên tìm đến chỗ khác để hy vọng xem có cá khác là có cá to hơn không. Đấy. Như thường lệ thì mình phải tìm những cái chỗ mà người ta khoan sẵn. Những người mà có khoan ấy, họ đục sẵn này thì mình đi ăn ké thôi. Đấy, di chuyển liên tục thế này thì hy vọng sẽ có cá. Mày dọn dẹp chỗ này đã. Một cái đá ở đây ra. Đó. Một lúc nó sẽ đông thành đá như này. Mình sẽ phải vớt ra. Để lâu quá thì nó sẽ đông đặc lại, là mình không có khoa là mình không đục ra được nữa. Rồi tiếp tục chiến đấu ở đây. Xem có gì khác biệt không nhá. Chỗ này có vẻ sâu hơn chỗ kia một tí. Có một cái gì đó, không biết có phải cá không.
Ông hàng xóm kia của em cũng di chuyển. Em bắt được con bluegill đầu tiên em cho ông ấy. Ôi móc và làm mồi luôn. Em đang hy vọng là ông sẽ câu được con dùng con bluegill nhỏ nhỏ đó để câu được con cá to hơn. Em thì vẫn trung thành với con cái mồi là con sâu đó thôi. Cái gì đây? Bluegill chăng? Đúng rồi, vẫn là bluegill thôi, vẫn là thế, vẫn là loại nhỏ. Nó to lắm, còn con này ăn sâu quá. Con này sao lấy ra? Chú chơi sâu quá. Xuống đi. À, chiều muộn rồi các bạn. Mặt trời xuống rồi này. Và bây giờ lạnh lắm. Sau 2-3 tiếng ngồi đây, em tôi chắc thu cần đi về đâu. Mấy bạn chơi ice hockey kia cũng sắp nghỉ rồi. Nhưng mà có hai nhóm, một nhóm nghỉ rồi, còn một nhóm này chắc cũng sắp nghỉ nốt rồi. Đó, tổng kết ngày hôm nay, buổi đầu tiên trong năm năm mới này đi câu cũng được khoảng 7 con. Mà toàn cá nhỏ. Câu cho vui, đủ để trông móm. Em sẽ dọn đồ đi về. Rồi. Tạm biệt các bác nha. Hẹn gặp bác lần sau.